tôi và ông du xe nguyễn hữu lệ đi thăm hai người đàn ông bị bệnh ở giáo họ hòa lạc và một bà ở giáo họ yên thành ngọc long vào sáng thứ bảy khi trời sáng thật đẹp tôi và ông du xe lệ đã lên xe honda để đi thăm những người đau yếu. Đó là quyết tâm của chúng tôi từ lâu rồi. Chúng tôi đồng ý với nhau, có quyết tâm với nhau rằng khi chúng tôi nghe bất cứ ai đau ốm, ai già cả, chúng tôi sẽ tới thăm. Dù người đó ở đâu, vì tất cả ở cái vùng truyền giáo phiên này, tôi đã bước chân tới tất cả các giáo họ đó vì vậy ngày hôm nay khi nghe bất cứ ai nơi nào có người đau chúng tôi đều tới thăm họ chúng tôi thăm họ không vì, vì chúng tôi tới đó để chỉ hỏi han một vài câu rồi chúng tôi ra về không phải như vậy nhưng chúng tôi tới với họ để mang tình thương để mang chúa tới với họ bởi vì khi tới với họ chúng tôi hỏi thăm sức khỏe của họ, hỏi thăm tình trạng của họ lúc này. đồng thời chúng tôi cầu nguyện và ban phép lành cho họ để họ cảm thấy như có một sức mạnh nào đó một cách linh thiêng lúc đỡ họ, họ có thể vượt thắng con người của họ, họ có thể qua khỏi cái con người của họ để họ có thể nói chuyện với chính họ và khi vượt thắng con người của họ họ nói chuyện với chính họ thì họ cảm thấy rằng con người của mình có thể mạnh mẽ hay yếu đuối là do mình biết vượt thắng. Chúng ta vượt thắng qua những cơn bệnh hoạn vì chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có Chúa ở bên cạnh và sự sống, sự chết là do Chúa. Vì thế chúng ta không sợ sự đau ốm. Chúng ta không sợ cái chết vì lúc nào Chúa gọi chúng ta phải dạ, chúng ta phải nói lời xin vâng, chúng ta không bao giờ có thể từ chối được lời mời gọi của Chúa để ra đi. Chính vì vậy, cuộc đời này tất cả qua đi và cuộc đời này tất cả sẽ qua. Tú pass, tú surpass. Tất cả qua đi và tất cả sẽ qua đi. Vì vậy, cuộc đời này không là cái gì làm cho chúng ta có thể được bị níu kéo nơi cuộc đời này. Khi chúng tôi thăm ông chúng khi chúng tôi thăm ông Khi và ông Cụ Trí. chúng tôi thấy hai người Cụ Khi thì đã nằm trên giường bệnh ngày 6 tháng rồi. Và bây giờ cụ không thể ăn được bất cứ cái gì cả uống sữa cũng không được chỉ có thể ăn ít yến và ít mật ong mà thôi chị loan cho chúng tôi hay rằng cụ khi chỉ có thể ăn một chút yến nước yến ăn một chút yến và một chút ít mật ong và như thế chúng tôi hiểu rõ rằng cụ cũng chẳng sống còn sống bao lâu nữa bởi vì chỉ còn có cái xa bọc xương mà thôi. Còn khi thăm cụ trí, cụ đã hơn một trăm tuổi và Chúa vẫn ban cho cụ cái sự minh vẫn vẫn còn, sức khỏe vẫn còn, vẫn đi lại bình thường. Nhưng một mắt thì đã bị hư. Nhưng cụ nói với tôi, chúng tôi rằng cụ muốn cầu xin Chúa gìn giữ cụ để cụ giữ được con mắt còn một mắt cho tới lúc cụ tắt hơi thở cuối cùng. Và tôi nghĩ rằng đó là một ước nguyện chính đáng của cụ. Bởi vì Chúa ban cho cụ sống hơn 100 tuổi, sống hơn 100 tuổi đời ở trần thế này để cụ có thể nhìn được biết bao nhiêu thế hệ đã ra đi trước cụ. Và cụ cũng đã có thời gian rất dài để ăn năn sám hối, để trở về với Chúa khi cụ có những lỗi nầm nào đó đối với Chúa bởi vì chúng ta là những con người tội lỗi không ai có thể đứng lên để nói rằng mình vô tội mình không có tội nào cả nhưng tất cả chúng ta đều có tội chúng ta phải trả lẽ trước mặt thiên chúa khi chúng ta luôn luôn sống trong tình trạng bất xứng đối với chúa chúng ta phải trả lẽ đối với chúa còn khi chúng ta sống trong đời sống an bình nghĩa là chúng ta sống trong đời sống tốt đẹp thì chắc chắn chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc ở trên đời này cũng như hạnh phúc khi chúng ta được Chúa kêu mời về với Chúa. Vậy buổi sáng hôm nay hai anh em chúng tôi ra đi và đã gặp được tất cả ba người chúng tôi đã định trước để gặp họ. Khi gặp họ họ rất vui mừng vì gặp gỡ chúng tôi. Về phía chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng rất sung sướng vì gặp họ. Và những lời chúng tôi có nói, nói được gì với họ, chúng tôi có an ủi được gì với các họ, chúng tôi đã làm tất cả những điều chúng tôi đã làm. Và chúng tôi hứa với các các cụ rằng, các cụ còn sống, thì lúc nào chúng tôi xếp được đặt giờ, xếp được giờ giấc chúng tôi lại xuống thăm các cụ nữa và chắc chắn các cụ cũng vui cũng như chúng tôi cũng rất vui chúng tôi ra về trong uh, trong niềm vui và chúng ta đã về tới nhà bình an